Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao, nhu cầu cải thiện chỗ ở của người dân rất lớn, nhà ở xã hội lại khan hiếm, thì trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn hơn 4.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang nhiều năm nay, gây lãng phí rất lớn. Để giải quyết tình trạng này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có những giải pháp hồi sinh nhà tái định cư bỏ hoang để giải cơn khát nhà ở cho người dân. Để bàn luận về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay khách mời là ông Nguyễn Văn Đình, chuyên gia pháp lý đầu tư bất động sản. Xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn Đình đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào biên tập viên và xin chào khán giả truyền hình. Vâng, chuyên gia có thể đánh giá như thế nào về nguồn cung cầu nhà ở hiện nay trước cái tình trạng giá nhà ở cũng như là giá các căn hộ chung cư có những cái giá cao bất thường trong thời gian vừa qua? Chúng ta thấy rằng cái biểu hiện của cái nguồn cung nhà ở đang rất là hạn chế, đặc biệt tại các đô thị lớn như là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể thấy thông qua cái biểu hiện về giá tăng rất cao, và thậm chí là một số người dùng hiện tượng cái từ gọi là ngáo giá. Thứ hai đó là cái chúng tôi có thấy thông tin của các cái đơn vị, ví dụ như bất động sản.com.vn, thì ta có những cái số liệu về số lượng tìm kiếm, cái số lượng tìm kiếm các cái sản phẩm bất động sản, đặc biệt là chung cư, thì luôn là liên tục tăng, tháng sau nó tăng hơn tháng trước. Ví dụ như số liệu của tháng 10 thì là tăng so với tháng trước là 9% với cái từ khóa là chung cư trên địa bàn Hà Nội, và đối với Thành phố Hồ Chí Minh là tăng 4%. Và cái mức tăng này nó là liên tục duy trì qua nhiều tháng, nhiều năm. Có nghĩa là cái nhu cầu của người dân rất là cao và cái giá thành thì cũng theo cái quy luật cung cầu cũng sẽ tăng rất là nhiều. Vâng ạ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là hiện nay có một cái thực trạng, và đây chính là một cái nghịch lý rất là lớn. Đó chính là những cái khu nhà ở tái định cư bỏ hoang trên đất vàng. Trong khi lại có rất là nhiều người không có nhà ở, và thậm chí là cái nguồn cung mà để nhà ở cho người dân hiện nay vẫn còn rất là khan hiếm. Vậy thì theo nghiên cứu của ông nghĩ nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề về nhà ở nó khan hiếm, nó là hệ quả của một cái quá trình dài vướng mắc về các cái vấn đề về pháp lý dự án. Thì đó chính là động lực để chúng ta, Đảng và Nhà nước chúng ta quyết tâm sửa các cái luật cho đồng bộ, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản mới được Quốc hội thông qua và đã có hiệu lực cùng với các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Thế tuy nhiên là chúng ta hiểu rằng là cái pháp lý dự án nó thường có độ trễ. Tức là từ khi chúng ta đưa các cái dự án nó vào quy hoạch, rồi là đưa ra chủ trương đầu tư, rồi đấu giá, đấu thầu, rồi giao cho nhà đầu tư thực hiện, thì cái quá trình đó nó có thể kéo dài, có thể là 3 đến 4 năm. Thế thì cái luật mới này nó sẽ tạo động lực cho sự phát triển. Thế nhưng mà nó sẽ là cái nguồn cung trong tương lai. Thế thì hiện nay là một loạt các cái dự án đang bị vướng mắc pháp lý thì sẽ được kỳ vọng là cái tạo ra nguồn cung trong hiện tại, trong ngắn hạn, trong vòng vài năm tới đây. Thì tuy nhiên chúng ta thấy là cái quan điểm của nhà làm luật đó là không sửa luật để hợp thức hóa các cái vi phạm. Thế cho nên là trong các luật đó thì không có các cái quy định để tháo gỡ cho các dự án bị vướng. Vướng ở đây thường là liên quan đến các cái vi phạm, sai phạm của các cái cơ quan về thi hành. Thế thì hiện nay chúng ta ghi nhận cái động thái mới của Quốc hội, của Chính phủ là đang đề xuất là ban hành các cái nghị quyết của Quốc hội về những cái chính sách đặc thù để tháo gỡ cho các cái dự án này. Ví dụ như dự án bị thanh tra, kiểm tra, điều tra thì cũng có một cái cơ chế nào đó để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, để sao cho cái nguồn lực các dự án bị vướng mắc đó nó sớm triển khai thực hiện được. Và ví dụ như là các vấn đề mà chúng ta đang bàn ở đây, đó là vấn đề về nhà tái định cư bỏ hoang, cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tính đến cái giải pháp để tháo gỡ, để nhanh chóng đưa cái sản phẩm đó ra thị trường để người dân đón nhận, để giải cái cơn khát về nhà ở. Dạ vâng. Để khắc phục được tình trạng nhà tái định cư bỏ hoang, tránh lãng phí về tài sản công, vừa rồi thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã đề xuất UBND thành phố những cái phương án là bán đấu giá thu hồi vốn đối với những khu nhà tái định cư không sử dụng. Dưới góc độ kinh nghiệm của mình thì ông đánh giá như thế nào về đề xuất này? Chúng ta hiểu rằng là nhà ở tái định cư thì nó sản phẩm của đầu tư công. Tức là khi mà nhà nước thực hiện các cái dự án, ví dụ như dự án vì mục đích quốc phòng an ninh, hay là dự án để phát triển kinh tế xã hội, ví dụ như nhà nước mở một con đường giao thông, thế thì nhà nước phải thực hiện thu hồi đất của người dân. Mà nếu như mà cái diện tích thu hồi đó nó có đất ở, nhà ở của người dân, thì là nhà nước phải bố trí tái định cư cho họ. Thế thì trong quá trình trước đây thực hiện, thế thì cũng nhà nước cũng đã thực hiện các cái dự án tái định cư rồi. Thế nhưng mà chúng ta hiểu nguyên nhân có thể là do cái quá trình thực hiện thì trước đây là thường thực hiện các cái dự án ở cái vị trí nó xa xôi, rồi kết nối nó kém, và các cái tiện ích hạ tầng nó không được đảm bảo. Cho nên người dân người ta khi đó thì là cái giá thành bất động sản nó không quá cao, thì người dân người ta có xu hướng là nhận tiền để tự lo chỗ ở của mình. Thế thì dẫn tới câu chuyện là nhà ở tái định cư thì bỏ hoang. Thế thì cái việc mà nhà nước mà tổ chức đấu giá thì nó rất hợp lý, bởi vì là
đó là sản phẩm của đầu tư công, của ngân sách nhà nước. Thế thì bây giờ là nhà nước muốn bán nó cho người dân thì nhà nước phải chọn cái người mà trả giá cao nhất, đó là thực hiện thông qua cơ chế đấu giá. Thế nhưng mà tuy nhiên là hiện nay thì luật quy định là trước đây là luật nhà ở 2014 và nghị định 99 năm 2015 thì quy định là Bộ Xây dựng sẽ quyết định cái việc này, cho phép chuyển này. Thế thì luật bây giờ là luật nhà ở 2013 và nghị định 95 năm 2024 thì quy định là thẩm quyền quyết định lại của Thủ tướng Chính phủ. Cho nên là cái thẩm quyền rất là cao. Cho nên là trước đây địa phương cũng đã muốn tháo gỡ cái dự án này. Thế nhưng mà Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước đây là đã đề xuất nhưng không thực hiện được do thẩm quyền nó quá cao. Hiện nay chúng ta chuyển từ thẩm quyền của Bộ Xây dựng lên Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền cao hơn một nấc nữa, thì tôi cho rằng là nó sẽ gây ra rào cản rất là lớn trong vấn đề này. Thì tôi cũng có một kiến nghị, đó là trong tương lai gần phải sửa đổi quyết định này theo hướng phân cấp nhiều hơn cho địa phương tự làm, tự chịu trách nhiệm và để khơi thông cái nguồn lực này. Dạ vâng, cũng như là để rút ngắn cái thời gian chờ đợi của những người dân, và đặc biệt là với những người dân đang rất là khát khao có một cái bất động sản và có cái nhu cầu ở thực tại trung tâm những cái thành phố lớn. Vậy thì ông nghĩ rằng là trong thời gian tới chúng ta cần phải có những cái giải pháp căn cơ như thế nào để đánh thức những khu nhà tái định cư đang bỏ hoang? Vâng, như tôi đã vừa nêu thì nếu mà nhà nước chuyển cái nhà ở tái định cư này thành nhà ở thương mại để bán thì phải thực hiện đấu giá và phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Đấy thì một giải pháp mà nó có thể là tự nhiên hơn, đó là theo giải pháp theo điều 53 của nghị định 95, đó là chúng ta sẽ chuyển sang nhà ở xã hội, cũng là một giải pháp để nhà ở xã hội cho thuê. Thì chúng ta hiểu rằng hiện nay là các đô thị là rất thiếu nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội để cho thuê. Thế còn về vấn đề về trong tương lai thì chúng ta hiểu rằng là vấn đề về tái định cư chúng ta phải gắn liền với các cái dự án, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề về tái định cư tại chỗ. Tức là khi thực hiện các dự án thì chúng ta nên bố trí quỹ tái định cư ngay trong cái dự án đó, thì để đảm bảo là người dân bị thu hồi người ta có những cái dự án tái định cư mà gắn liền với lại cái dự án nhà ở thương mại khu đô thị đó, thì nó gắn liền về mặt hạ tầng, thì người dân người ta tránh câu chuyện là người ta không lựa chọn nhà tái định cư, mà chúng ta phải làm sao để người dân được chọn những cái quỹ nhà tái định cư hợp lý. Tức là khi nhà nước làm một dự án khu đô thị thì người dân phải được tái định cư ngay trong khu đó, và thì họ sẽ có nhu cầu là chọn nhà tái định cư để hưởng các cái tiện ích hạ tầng tốt, thay vì là nhà nước đưa cái khu tái định cư đó ra xa thì người dân người ta sẽ không lựa chọn. Dạ vâng ạ. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về con số là 4.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang trong rất nhiều năm? Vâng, đấy thì chúng ta thấy là một cái nguồn lực nó bị lãng phí rất là lớn. Các quỹ này thì nó đa số nó tồn tại từ cách đây khoảng hơn 20 năm. Thì cái quỹ này tôi thấy rằng là nó đa số là những cái dự án mà nó theo các cái quy chuẩn quy hoạch cũ ngày xưa, và hiện nay thì nó thực ra là nó là lỗi mốt rồi. Tức là ngày nay thì nó vừa xuống cấp về mặt chất lượng. Chúng ta phải thừa nhận rằng là trước đây các cái dự án tái định cư thì chúng ta thường triển khai với chất lượng rất là thấp. Đó. Cho nên đấy cũng là một phần nguyên nhân khiến cho người dân người ta không chọn để mua cái nhà tái định cư này, mà người ta chọn cái tự giải quyết chỗ ở. Thế thì hiện nay thì các cái quỹ này nó xuống cấp mà nó không còn phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn quy chuẩn hiện nay nữa. Thì theo tôi là một giải pháp căn cơ là chúng ta cũng phải tính đến một giải pháp triệt để, đó là nhà nước sẽ đấu giá để giao cho một doanh nghiệp cả cái khu đó, sẽ đầu tư một cái khu đồng bộ cả về nhà ở thương mại lẫn thương mại dịch vụ đồng bộ, thì khi đó chúng ta sẽ thu được một cái nguồn ngân sách lớn từ cái tiền đấu giá tài sản, và nhà nước sẽ dùng cái quỹ đấu giá đó để thực hiện giải phóng mặt bằng, để thực hiện các cái quỹ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại địa bàn, nhưng mà ở cái khu vực xa hơn. Thế thì có thể giải quyết được chỗ ở cho nhiều người dân hơn, mà đồng thời chúng ta cũng giải quyết được cái vấn đề về cái quỹ nhà tái định cư bỏ hoang gây ra rất nhiều vấn đề về mất mỹ quan đô thị. Vâng ạ. Thế còn về phía các cơ quan chức năng thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp gì trong cái việc quản lý cũng như là giải quyết vấn đề nhà ở tái định cư bỏ hoang thưa ông? Về mặt xây dựng pháp luật thì theo tôi kiến nghị đó là cái vấn đề thẩm quyền chúng ta cần phải phân cấp nhiều hơn cho địa phương. Giống như một cái xu hướng hiện nay mà lãnh đạo Đảng nhà nước gần đây cũng nói, đó là chúng ta phải triệt để nguyên tắc phân cấp phân quyền gắn liền với trách nhiệm cho địa phương. Thì cái việc mà quyết định chuyển nhà tái định cư sang các mục đích khác gồm cả nhà xã hội lẫn nhà thương mại thì phải phân cấp cho địa phương, tránh cái việc đẩy việc lên Thủ tướng. Và cái việc này không cách nào khác phải sửa quy định của Nghị định 95. Và tiếp theo đó là cái vấn đề của chính quyền địa phương. Thì sau khi đã được có cái hành lang pháp lý thông thoáng rồi, thì chính quyền địa phương phải triển khai thực hiện, triệt để thực hiện cái thẩm quyền được giao, gắn liền với trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, để đảm bảo cho cái quỹ nhà tái định cư này nó nhanh chóng được chuyển sang mục đích khác, để nó đáp ứng cái nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn. Đồng thời nó tạo ra cái bộ mặt đô thị khang trang, gắn liền với chỉnh trang đô thị, và tránh những cái khu sập sệ mà chúng ta nhìn vào, có thể người dân người ta nhìn vào người ta rất là cảm thấy rất là đau xót, bởi vì là một cái nguồn lực đất đai mà chúng ta bỏ hoang trong rất là nhiều năm.
Dạ vâng ạ. À, thế còn về phía người dân thì sao ạ? À, với những người đang rất mong muốn sẽ có một bất động sản tại một trong những khu trung tâm đô thị lớn như là Hà Nội hay là Hồ Chí Minh, khi mà những cái nghị quyết này mà đã được thông qua rồi và những cái hành lang pháp lý đã được tháo gỡ về mặt khó khăn, ông có những cái lời khuyên như thế nào với họ? Theo tôi thì người dân sẽ thực hiện cái quyền của mình. Đó là ví dụ như là thực hiện nhà nước sẽ chuyển thành nhà xã hội thì người dân sẽ quan tâm những tiếp nhận thông tin để nộp hồ sơ, để đăng ký, để mua hoặc là thuê cái nhà xã hội nếu mà nhà nước chuyển thành nhà xã hội. Thế còn nếu mà nhà nước chuyển thành các cái dự án tái định cư, dự án tái định cư này chuyển thành nhà thương mại thì người dân sẽ thực hiện các cái thẩm quyền về giám sát. Đấy, giám sát tiếp cận thông tin để làm sao để nhà nước thực hiện cái dự án đó thì cái nguồn lực thu được đó thì sẽ triển khai các dự án nào. Đấy, thì người dân sẽ thực hiện quyền kiến nghị của mình để nhà nước phải tổ chức thực hiện các cái dự án mang chất là đối ứng tương ứng. Ví dụ là đấu giá khu này thì chúng ta phải dùng ngân sách đó để thực hiện các cái dự án khác. Ví dụ là ở các cái khu vực vùng ven thì người dân sẽ tiếp nhận thông tin và đăng ký để ví dụ như là mua các cái dự án nhà xã hội tại các cái khu vực xa trung tâm hơn. Thế nhưng mà nó sẽ có đầy đủ các cái tiện nghi hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội đáp ứng cái nhu cầu của người dân thì người dân sẽ đăng ký cái thực hiện cái quyền mua này. Theo nguyên tắc là nhà nước phải công khai minh bạch và phải cho người dân được biết để tiếp nhận thông tin và để thực hiện các cái quyền của mình. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin từ chuyên gia pháp lý đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình. Và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối của ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.